sinh nhật à bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip cùng với lại hàng nghìn viên gạch mà tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây đấy. Ở đây là có hơn 1.000 viên gạch và vẫn còn rất là nhiều cái viên gạch khác, nhưng mà tí nữa mới trở đến. Và hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái trò, đó chính là trò domino hiệu ứng đổ gạch. Ok, và tôi sẽ xếp gạch đổ dài hết cái con đê này đấy, dài tít lên trên kia khoảng tầm hơn 1 km, đổ hiệu ứng đấy, như thế nó mới chất. Đây cho các bạn xem luôn, gạch đây đấy, sẽ xếp như này rồi, và xếp dài hàng nghìn viên lên tít trên kia. Tôi thì là sẽ làm cái nhiệm vụ, ui hồi nóng đi, để xem ngoài trời nắng nóng thật. Tôi sẽ làm cái nhiệm vụ mà lái xe để cho mọi người ở đây xếp gạch, chứ tôi không xếp được. Cái xe đi đến đâu rồi gạch sẽ xếp đến đấy. Đây là cái nhiệm vụ của tôi, ok. Ở đây thì là hôm nay tôi đã nhờ rất là nhiều các cô đến đây xếp gạch của tôi, chứ tôi không thể xếp được cái bằng này viên gạch. Thế là bây giờ là không linh tinh luyên thuyên nữa, thì tất cả sẽ vào đây để xếp gạch, để tôi có thể làm được cái hiệu ứng domino đổ gạch dài nhất thế giới. Và bây giờ thì là xếp gạch thôi anh em. Anh em thấy không, bây giờ là xếp gạch như này, tôi phải nhờ các cô dưới đây chuyên xếp gạch xếp cho tôi, chứ tôi không thể xếp được đấy. Từ nãy giờ xếp rất là nhiều, rồi. Xếp hết mấy cái xe này chắc phải tầm 1-2 tiếng nữa mới xếp hết được. Đây mới chỉ là một xe gạch thôi mà xếp được khoảng tầm hơn 100 mét rồi, không biết là cái xe thứ hai nữa là xếp đến đâu. Đừng nữa là xếp từ quê tôi tận trên huyện. Ok, hiện tại thì tôi đang chạy lên trên đây để tránh nắng. Nắng quá, không thể chịu được. Là ở dưới quê tôi thì là ở dưới này họ cũng sản xuất gạch rất là nhiều. Và những cái cô đang bốc gạch kia là tôi thuê các cô ấy để các cô ấy xếp gạch cho tôi. Chứ thật sự để mà nói thì tôi không thể xếp được. Xếp như thế thì không thể xếp được. Thật luôn, nên là tôi mới đi thuê các cô chuyên xếp gạch ở dưới này, các cô xếp cho tôi. Đó, thì là muốn chia sẻ với tất cả các bạn để các bạn có thể hiểu rõ hơn, không các bạn lại hiểu lầm. Còn bố tôi đang đứng kia. Đang đứng kia chơi, nói chung là bảo bố tôi ở đây ngồi, bố tôi không thích, bố tôi cứ thích ở đấy kiểu xếp gạch cùng mọi người cho vui. Bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi, xếp gạch từ 10 giờ đến gần 12 giờ trưa, gần 2 tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn chưa xong. Vẫn còn một xe nữa, 1.000 viên nữa, chắc là chiều nay mới xếp xong. Để mà xếp được hết 3.000 viên gạch này trải dài 1 km thì là nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2-3 giờ chiều. Bây giờ chắc là đi về nhà ăn cơm xong rồi là tầm đầu giờ chiều xuống thôi, chứ bây giờ ở đây cũng chả biết được cái gì cả. Bây giờ là ở đây là họ xếp đến tầm 2-3 giờ chiều cơ. Thì là thôi về nhà khi nào 2-3 giờ chiều xong thì là xuống đấy. Tôi vừa mới ở trên thị trấn xuống thế này xong. Hơn 3 giờ chiều rồi vẫn chưa xếp xong được, các bạn thấy đấy. Đấy, dài tí từ đầu kia đến đầu này, tí ra tận kia, không biết là các bạn có thể nhìn thấy không nhưng mà rất là xa. Đấy, tôi ước chừng nó rơi khoảng tầm gần 1 km, tôi không biết nhưng mà không dám chắc chắn được, nhưng mà nó rất là dài. Dài vãi chưởng luôn, và hôm nay thì đổ thì rất là phê luôn, nhưng mà tôi mới nhận thông tin là trưa ngày là không biết là cái thằng cháu nào nó ra đây nó run đổ hết gạch của tôi. Đấy, xếp hết hơi từ trưa đến giờ về ăn cơm cái nó ra run đổ hết. Cái tông môn nhà cái thằng nào Đông Trà nhá, hôm nay xem clip của tôi nhá, mà ra run đổ gạch của tôi, nhớ cái mặt tôi đấy, nhớ mặt tôi đấy. Đấy, đậu xanh nó bây giờ nó ra nó phá của tôi, nó run đổ hết. Mất bao nhiêu công sức là bây giờ xếp đến 3 giờ chiều chưa xong cái đậu xanh nhà nó. Đấy, bây giờ là không sao được, kệ nó, coi như là không chấp trẻ con, không dấp chấp mấy cái thằng cháu, kệ mình chức cụ rồi không cần chấp chúng nó. Thì là bây giờ là đấy các bạn nhìn này, gạch này. Xếp này. Đấy. Ok. Tí nữa khi nào mà xếp xong tôi cho các bạn xem qua một chút xem là nó dài như thế nào. Bây giờ mọi người đang xếp tít ở đầu trên kia kìa. Và trời hôm nay rất là nắng, thật sự rất là nắng luôn. Sáng thì gần mưa nhưng mà bây giờ rất là nắng, rất là oi. Và không sao cả. Nắng như này quay nó mới về các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ đi lên trên đầu kia xem là mọi người xếp đến đâu rồi. Ok, đây là những viên gạch cuối cùng và tôi sẽ trực tiếp tôi xếp. Đó. Rồi. Và kiểm tra lại một lần cuối cùng, sau đó sẽ đun cho nó đổ. Dài từ đây xuống tít tới kia. Ok, bây giờ là sẽ cho anh em check xem là cái đoạn mà tôi xếp domino như này nó dài như thế nào, để cho các bạn biết được cái độ dài của cái domino gạch này nó dài đến đâu. Rất là dài luôn.
về kết thúc. Đây là cái chặng cuối cùng. Ok, bây giờ thì là sẽ là cái công đoạn mà đặc biệt nhất trong cái ngày hôm nay, đó chính là run cho nó đổ. Ok, bắt đầu run này, tự tay tôi run này. Đó. Ui, nghe tiếng gạch phê quá. Cuối cùng
đã xong rồi đấy, đang cho các bạn xem này. Đấy, đẹp, tất cả viên gạch đã đổ thì rất là đẹp, chồng lên nhau thì rất là đẹp đó. Quay hết cho các bạn xem, các bạn thấy đi mỏi chân luôn, không hết được. Ok, đã kết thúc một cái cuộc hành trình đổ gạch Lumino mà dài nhất thế giới, theo tôi thấy là dài vãi cả trường luôn. Đấy, tí từ bên kia ông đây, bây giờ gạch đổ hết ra rồi. Thật sự là đi theo nó để mà quay ấy thì cũng rất là vất vả luôn các bạn. Tôi phải mượn cái xe đạp điện này đó, đi theo nó mé từ tít trên kia xuống tận dưới này. Và đây là viên cuối cùng. Ok, và cái clip này đã thành công. Theo tôi thấy đã thành công bởi vì là từ đầu đến cuối là đổ hết, không bị lỗ một cái gì cả. Và hy vọng là tất cả các bạn sẽ ủng hộ cái video này tôi bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh của tôi nhé. Ok đấy, thì chỉ mong các bạn ủng hộ video này thôi, bởi vì video này tôi thấy là đầu tư rất là kinh khủng luôn, công người rồi là tiền mua gạch. Riêng bằng này viên gạch là, nếu mà chia sẻ tới anh em luôn, bằng này viên gạch nó rơi khoảng tầm 4-5 triệu tiền gạch. Đấy, mắc nhiều. Không phải 4-5 triệu nhưng mà nói chung là cũng khá là triệu tiền đấy. Thì chia sẻ cho các bạn biết, đây là tôi nhờ bố tôi mua hộ tôi thôi, chứ tôi không biết là mua bằng này viên là bao nhiêu tiền, nhưng mà nó rơi khoảng tầm 2-3 triệu, 4-5 triệu đấy, nói chung là kiểu như thế. Ok, thì là cái clip này đã kết thúc rồi, thì chỉ muốn chia sẻ cho anh em biết về công đoạn và xếp gạch như này thôi. Bây giờ thì là mọi người đang chuẩn bị xếp gạch vào rồi. Ok, cuối cùng thì là tôi cũng không có gì để nói cả, kết thúc rồi, nóng quá về nhà thôi. Nói chung là thành công rồi, đấy. Bây giờ về, nóng quá. Rồi, bây giờ mọi người đang thu gạch trên kia rồi, có lẽ là thu đến tầm 4-5 giờ chiều sẽ xong. Đấy, và cũng không có gì để chia sẻ nữa, hy vọng tất cả bạn sẽ ủng hộ video thôi. Cảm ơn tất cả bạn đã xem clip của tôi, nhớ like, subscribe, chia sẻ, đăng ký kênh tôi nha. Bye bye anh em.